Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 30 tháng 12, mình đồng máy 12 con. Vâng, máy em báo trên từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, bát phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần để cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và hôm nay em sẽ lên một cái video sớm hơn mọi khi tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ đấy ạ. Nói chung là chả giấu gì các bác, hôm nay là ngày 30 tháng 12. Ông hàng xóm nhà em, ông ấy có mời ăn tất niên. Hôm nay có mấy 30 tháng 12 dương lịch và đã mời tất niên rồi. Nên quay một cái video sớm nha, để đi ăn nhậu rồi ạ. Vâng, và tất cả tình trạng máy, công suất máy, giá máy ở trên từng cây máy em đã báo rõ ràng trên video rồi nha. Và giá sẽ không thay đổi ạ. Khi các bác chốt một con thì giá sẽ không thay đổi đâu ạ. Bây giờ sẽ điểm sơ từng con một trước để các bác lựa chọn nha. Và hôm nay thì 100% nó là dòng 2 thì hết nha. 2 thì xăng phải pha nhớt, không có 4 thì đâu ạ. Bác nào muốn mua những con 4 thì ạ, các bác cứ liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại em Zalo em vừa nói trên đó để đặt hàng nha. Và hôm nay có Mitsubishi TL33 đẹp xuất sắc màu vàng nha. Vâng, hôm nay Mitsubishi thì chiếm đa số nha. Có 12 con và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con Mitsubishi nha các bác. 8 con Mitsubishi. Mitsubishi TL261, TL26, TU26, TB26. Vâng, toàn ở cái phân khúc 26cc nha, đủ các đời đấy ạ. Mitsubishi TL231 trục giật trợ lực le tai đỏ. Mitsubishi TL23 tùm rơi. Vâng, một con đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa, TL20 đẹp xuất sắc nha các bác. Vâng, Maruyama thì có một con đến từ thương hiệu Maruyama 26cc tùm rơi, 23cc tùm rơi của Maruyama. Một con đến từ thương hiệu Shinawa. Vâng, hai con đến Shinawa nha. Shinawa đời mới này, Shinawa đời gọi là trung cổ này. Và trước khi review từ con một, em sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái pha nhớt ạ. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng. Vâng, tùy theo cái từng dòng nea nha. Những dòng nea bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Một số dòng nea bên tay trái như những con Maru này, bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Đó là sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy nha. Còn khi mà nó nổ rồi ạ, các bác không cần bơm xăng, không cần đóng nea nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Các bác chọn máy nha, các bác nhớ cái mã số của từng lô máy một. Ngày nào em cũng lên video hết. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Và cái lô hôm nay em đánh số thứ tự từ D1 đến D12. Lô chữ D nha, ngày 30 tháng 12. Khi các bác muốn chốt con D1 này chẳng hạn, các bác liên hệ qua hai số điện thoại có Zalo, cho một tin nhắn chốt D1. Lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa. Rồi chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ, số điện thoại, người nhận thế là xong. Không phải cọc kẹt, không phải làm gì hết nha các bác. Và giới thiệu cho các bác con số D1 ngày hôm nay. Một con Shinawa đời mới nha. Shinawa, con này Shinawa 21cc, lòng của nó là 31 ly. Vâng, với những phiên bản này thì đang sử dụng chế bơm xăng tự động, chế ga ngang nha, chế của dòng Shinawa sản xuất. Vâng, với phiên bản này cũng có trục giật trợ lực nha, tung nhôm cho các bác luôn này, cực kỳ chắc chắn. Con này đang sử dụng bộ tay ghi đồng 1, ga giữ công tắc đây. Tất cả rin nguyên bản 100% cho các bác con này. Và với những thương hiệu này thì giá của nó rất mềm nha. Và trong cái giấc này, con này như kiểu em bán xả đấy ạ. Chỉ có 1.050.000 đồng D1 ngày hôm nay. Xin được qua phân khúc 21cc lòng 31 ly ạ. Kỳ đẹp luôn ạ. Vâng, để các bác thích những con phát chuyên nghiệp cũng đến từ thương hiệu Shinawa nha. Shinawa S23, 23cc lòng 32 ly. Vâng, với phiên bản này thì nó là phiên bản phát chuyên nghiệp nha. Các bác có thể phát cày cả những thương hiệu này được. Vâng, với phiên bản này thì đa phần nó sẽ sử dụng chế quả ga. Và em đã lên chế rin cho các bác nha. Chế rin, chế Wamro, chế một kim. Vâng, với tình trạng con này thì đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Nếu mà đời này những con này là xuất sắc nha các bác. Có một cái bình xăng lớn là thay thôi, tất cả nguyên bản hết cho các bác. Tôm nhôm cực kỳ chắc chắn ạ. Đây, ga giữ, đầu vò chắn cỏ rin cho các bác.
Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.300.000 đồng D2 ngày hôm nay. Xin được qua S23 23cc lòng 32 ly ạ. Cực kỳ gắt, tua của nó cực kỳ nhanh, đồ thay tháo dễ. Vâng, D2 1.300.000 đồng. Vâng, các bác thích những con đời cao, giới thiệu các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama 23cc lòng 32 ly. Vâng, tình trạng con này thì cũng riêng nguyên bản 100% cho các bác nhá. Đặc biệt hơn, phiên bản này cũng có trục giật trợ lực, chế Wamaro, chế ga ngang, chế một kim, tum rời tum nhung, bộ côn 260 nhá. Và với những thương hiệu Maruyama này, lúc máy có dập Made in Japan, dập nổi nha, để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật. Và cũng tương đối đẹp nha các bác. Đó, một các bác thích một con máy phát cỏ ở cấp phân khúc cỡ trung bình, đó có thể gắn máy xịt thuốc được. Ở những con nào mà em nói là bố côn 260 ạ, đó là những dòng côn tum thông dụng, các bác có thể gắn máy xịt thuốc hay làm cái gì đó, độ chế cái gì đó nha. Đồ đạc các thông dụng. Vâng, với phiên bản này đang sử dụng tay ghi đồng 1 gà đây. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Và với thương hiệu này, hôm nay chỉ có 1.450.000 đồng D3 ngày hôm nay. Maruyama tum rơi phân khúc 23cc lòng 32 ly ạ. Thấy đó, nhẹ nhàng. Đó, tí dây nó cũng nổ nha. Đây đây ạ. Vâng, D3 1.450.000 đồng. Vâng, các bác thích những thương hiệu Maruyama phân khúc nhỉnh hơn một con D4 một chút, D3 một chút, thì các bác có thể chọn D4 ngày hôm nay. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama nữa ạ. Maruyama phân khúc 26cc lòng 34 ly. Vâng, với phiên bản này thì nó có trợ lực bằng cái van xả tự động ở cái đầu đồng này này. Đó, khi các bác giật thì đóng mở tự động cho các bác. Đó, là rất nhẹ nhàng nha. Đặc biệt hơn, phiên bản này đang sử dụng chế Wamaro, chế ga ngang, chế hai kim. Đó, nó máy lên ta ban tập nổi. Vâng, con này rất đẹp nha. Tình trạng rin nguyên bản 100% cho các bác nha. Đó, từ nước sơn rin của nó này các bác có thể thấy này, cực kỳ đẹp luôn ạ. Tum rời tum nhung, bộ côn 260, sử dụng bộ tay ghi đồng 1 ga giữ công tắc luôn trên tay. Đầu bò chắn cỏ rin hết cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.950.000 đồng D4 ngày hôm nay. Maruyama 263 26cc lòng 34 ly ạ. Tiếng găng ti của nó nhá, tăng từng tiếng một. Đó, nếu mà để mà dân thợ ấy nghe tiếng găng ti không cần phải ga ấy, là biết máy nó như thế nào rồi nha các bác. Vâng, D4 1.950.000 đồng. Vâng, tiếp tục con số D5, giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi. Vâng, từ D5 cho tới D12 toàn là Mitsubishi nha, đời TL, TB, TU. Vâng, D5 là một con Mitsubishi TL20 phân khúc cỡ nhỏ nha. Đây là một trong những phân khúc cỡ nhỏ đắt tiền nhất, ngon nhất. Vâng, nó là ông vua của phân khúc cỡ nhỏ nha các bác. Vâng, với phiên bản này thì đang sử dụng chế Wamaro, chế ga ngang, chế hai kim, tum rời tum nhung. Đó, các bác có thể thấy nước sơn rin của nó cực kỳ đẹp nha. Em đánh giá rất cao những cái con mà nó còn nước sơn, còn bóng bẩy như vậy nha. Còn thì các bác có thể nghe tiếng nổ của em nói ạ. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá 1.450.000 đồng D5 ngày hôm nay. Mitsubishi TL20 20cc lòng 30 ly ạ.
thể nghe tiếng của em nói đấy, nhỏ mà có vo nha các bác. D5 1.450.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, khi các bác chốt chậm chốt hụt đi ạ, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày, hoặc là các bác có gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại đó để yêu cầu những con tương tự khi các bác chốt hụt nha. Đó, khi các bác chốt D6, ở nhân viên nhà em báo là con này em bán rồi. Đó, các bác có thể kết bạn qua Zalo để em gửi những con tương tự ạ. Vâng, D6 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi. Vâng, từ con D6, D5 ấy ạ, toàn Mitsubishi hết nha. Mitsubishi TL23, 23cc lòng của nó là 31 ni. Vâng, tình trạng rin nguyên bản. Đó, các bác có thể thấy ạ, đẹp xuất sắc nha. Và tất cả những đời Mitsubishi đời TL ấy ạ, lốc máy đều dập Mitsubishi Japan dập nổi nha. Nó con này đang sử dụng bố tuôn rơi, tùm nhôm, bố côn 260 nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ, đang sử dụng tay ghi động 1, ga đây. Đó, công tác ở máy nha. Đầu bò riêng cho các bác. Vâng, 1.750.000 đồng, D6 ngày hôm nay nha các bác. Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 đi, có số D6 ạ. Như thương hiệu Mitsubishi đời TL nha, đồ thay tháo tất cả từ con từ 20 cho đến 43cc, đồ đều sẵn, đồ thay tháo hết nha, nó có đồ mới thay tháo nữa cơ nha các bác. Vâng, D6 1.750.000 đồng. Vâng, các bác thích chọn thương hiệu Mitsubishi đời TL, trục giật trợ lực, chế le tai đỏ, chế hai kim, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231, 23cc lòng 32 ly nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ, tum liền, tay gà giữ, đầu bò chắn cỏ lên cho các bác. Vâng, chỉ có 1.700.000 đồng, D7 ngày hôm nay. Mitsubishi TL231 trục giật trợ lực le tay đỏ, 23cc lòng 32 ly ạ. Vâng, D7 1.700.000 đồng nha các bác. Vâng, các bác thích những con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TBTU, các bác có thể chọn D8 và D9. Với những thương hiệu Mitsubishi TB26, 26cc lòng 34 này, đời TB nha, đều có trục giật trợ lực bằng nồi xo hết ạ. Vâng, với phiên bản chế Guamaro, chế ga ngang, chế 2 kim, tum rời tum nhôm. Đó, các bác thích một con công suất cỡ trung bình khá khá một chút. Các bác mà cái túi tiền, những con hàng hệ mà túi tiền phải chăng ạ, các bác chọn D8, D9 ngày hôm nay. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác nha. Với phiên bản tum rời tum nhôm, 4 côn 260, tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, và giá bữa nay chỉ có 2.050.000 đồng, D8 ngày hôm nay. Mitsubishi TB26, 26cc lòng 34 ly ạ. Kỳ nhanh nha các bác. D8 2.050.000 đồng. Vâng, D9 cũng có đồng giá với lại con D8, 2.050.000 đồng. Các bác có thể mua được những cái thương hiệu như Mitsubishi đời TU nha. TU26, 26cc lòng 34 ly. Phiên bản này cũng có trục giật trợ lực nha, chế Guamaro, chế rin, chế ga ngang, chế 1 kim, cũng tum rời tum nhôm. Vâng, đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đó, mã số series TU26. Vâng, con này đang sử dụng tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Vâng, D9 2.050.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TU26, 26cc lòng 33 ly ạ. Đó,
như hôm qua em có một nên một con TU26 áo nhỏ. Đây là một con TU26 áo lớn nha, dân thợ gọi là vậy. Và với những con áo lớn này, lúc máy có dập Mitsubishi dập nổi và logo thương hiệu của nó nha các bác. Vâng, đây 92.050.000 đồng. Vâng, các bác thích những con phân khúc 26cc lòng 33-34 ly đời TL, các bác có thể chọn D10 và D11. Mitsubishi TL26 tính trạng riêng nguyên bản 26cc lòng 33 ly, phiên bản chế Quamro 2 kim tung rời tung nhu, đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đó, nó đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rin hết cho các bác. Vâng, cái tay của nó còn có độ nhúng nha. Đó, không phải nó rơ đâu ạ, nó có độ nhúng ở đây nha các bác. Và với thương hiệu này đẹp như vậy, rin nguyên bản như vậy, em sẽ bán giá 2.200.000 đồng D10 ngày hôm nay. Một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Tiếp tới con số D11, các bác nhỉnh muốn nhỉnh hơn D10 một chút thì các bác chọn D11 nha. D11 cũng là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly. Vâng, với phiên bản này trục giật thường, chế Quamro, chế ga ngang, chế 2 kim tung rời tung nhôn cũng xuất sắc nha các bác. Tình trạng tất cả đều đi nguyên bản hết, mỗi bình xăng lớn là thay mới thôi, còn tất cả đi nguyên bản hết cho các bác. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ rin. Vâng, với thương hiệu này em sẽ bán giá 2.350.000 đồng cho con số D11 ngày hôm nay, Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly ạ. D11 Mitsubishi TL261 giá 2.350.000 đồng. Vâng, D12 con cuối cùng ngày hôm nay, một con máy lớn nha các bác. Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly. Vâng, với những thương hiệu này thì nó là những thương hiệu hàng hệ, hàng đắt tiền nha. Đó, và những cái thương hiệu này đa phần em không chốt những con tương tự đâu, hầu như video nó cũng chỉ có một con thôi. Vâng, và lý do nó đắt đấy ạ, thứ nhất là nó phải chắc chắn rồi, nó phải chất lượng đã, ngon đã, tiết kiệm xăng. Cái thứ hai ạ, đồ thay tháo của những cái thương hiệu này nha, nó rất sẵn, cái gì cũng có mới hết nha các bác. Vâng, với phiên bản Mitsubishi đời TL chắc chắn rồi, lốp máy dập Mitsubishi dập nổi, đang sử dụng chế Quamro, chế ga ngang, chế 2 kim. Nó đang sử dụng bố tum lớn, bố côn của nó là bố côn 330, tum lớn, côn lớn nha. Ống cần 26, tì 7 khía, tay ga giữ. Vâng, tất cả đi nguyên bản hết cho các bác. Có một cái bình xăng lớn là thay mới rồi, tất cả đi nguyên bản hết cho các bác nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác có thể xem cái bô của nó đây. Đó, cực kỳ đẹp, lốp máy nó đây. Vâng. Đó, cực kỳ sáng luôn nha các bác. Và với thương hiệu này, ngày hôm nay sẽ bán giá 3.450.000 đồng D12 nha. 3.450.000 đồng D12 Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly ạ. D12 Mitsubishi TL33 giá 3.450.000 đồng ạ. Bây giờ vừa báo giá cho bà con nô máy 12 con. Em xin nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng, từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào nó này, chưa chọn được hoặc là chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày, hoặc là gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136
hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng. Và khi các bác chốt chậm, chốt hụt đi ạ, các bác có thể yêu cầu những con tương tự nha. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.